Bốn cái lười gây hỏng thận nhanh nhất. Tuấn tôi biết nhiều bà con đã biết nhưng vẫn lười, thậm chí ngày một lười hơn. Có rất nhiều cái lười gây tác dụng phụ không tốt cho cơ thể nhưng mà ta vẫn cố tình nhắm mắt cho qua. Cái đầu tiên là cái quan trọng nhất, đó là lười uống nước. Vì cơ thể ta hơn 70% là nước, nên là một ngày người ta nên dung nạp vào trong cơ thể khoảng tầm 2.5-3 lít nước. Thứ nhất là giúp cơ thể đào thải bài tiết độc tố và tăng cường thanh nhiệt giải độc, tăng cường chức năng gan thận khỏe hơn. Cái thứ hai là lười đi vệ sinh hay nhịn tiểu. Vì nếu nhịn tiểu quá lâu và quá nhiều lần trong một đời người ấy, thì làm cho lượng nước tiểu ứ và có thể là nó trào ngược lại bể thận, gây giãn lại bể thận và có thể nặng, có thể dẫn đến viêm cầu thận và các bệnh lý về viêm nhiễm về đường niệu khác. Thứ ba là lười ăn uống lành mạnh và thích ăn đồ ăn nhanh. Tức là khi mà sử dụng quá nhiều đồ ăn nhanh, quá nhiều dầu mỡ này, thứ nhất là lượng cholesterol tăng cao này, có thể làm sơ vữa các động mạch thành mạch, là giảm lưu lượng máu lưu thông và khí huyết trong cơ thể, có thể dẫn đến tình trạng ứ nước ở thận, có thể gây ra viêm nhiễm và có thể giãn lại về thận. Thứ tư là lười đi ngủ đúng giờ đúng giấc. Lười đi ngủ đúng giờ này vì là ban ngày ta làm việc thì các tạng phủ cũng phải làm việc với công suất, thời gian nghỉ ngơi là khoảng từ 6 đến 8 tiếng ngày. Đấy là không những giúp cơ thể lấy lại năng lượng tiêu hao ban ngày và giúp cơ thể phục hồi, mà giúp các tạng phủ có thời gian nghỉ ngơi để tái tạo sức động ban ngày nó bỏ ra. Nên là thức khuya ngủ không đúng giờ nó gây ra rất nhiều tác dụng phụ, là các tạng phủ không được nghỉ ngơi mà nó phải làm việc liên tục, nhất là các bệnh lý về thận ảnh hưởng cả đến dạ dày và tiêu hóa.